Trên tay mình là một con máy, hôm nay khách gửi về bảo hành. Tình trạng hiện tại là đang vỡ lưng này, vỡ màn này. Còn các chức năng thì mình vẫn chưa test, thì mình test qua xem đọc trong tình trạng bạn gửi về như gì. Có gì nào? 12 Pro Max vàng, mua tại cửa hàng là 14,3 triệu, ghi chú điện thoại mình bị dẫm lên, xong bị vỡ màn hình, vỡ mặt lưng, khung sườn phía cam bị cong, bị bong. Thì đây là con 12 Pro Max khách gửi về để bảo hành rơi vỡ. Thì con máy này ấy, hiện tại là vỡ cả mặt trước này, cả mặt sau rồi nhá. Đây, khách có kèm theo một bức tâm thư cực kỳ chi tiết này. Thì đây là 100% là lỗi của người dùng nhá. Và anh khách ấy, thì cũng rất là thật thà. Và mặc dù ấy là lỗi của người dùng nhưng mà em vẫn sửa miễn phí hết. Ép kính miễn phí này và thay lưng miễn phí. Ngoài ra ấy, thì em sẽ test lại mọi chức năng để xem có gặp thêm vấn đề gì không. Nếu như mà ví dụ hỏng cam này hay là hỏng phay thì bên em cũng sẽ thay miễn phí anh em nhé. Và khách mua online hay là mua trực tiếp ấy, thì mọi chính sách chế độ bảo hành thì như nhau. Nên là anh em mua hàng online cũng cực kỳ yên tâm nhé. Nói thật với các bác là nhiều khi về quê ấy, bác này thì bác ở Hà Tĩnh, còn em thì ở Nghệ An, về bảo là chỗ cháu bảo hành rơi vỡ sửa chữa free mà không ai tin. Nếu như mà ở những vùng như này mà anh em mà biết đến chính sách này thì chắc chắn ấy chỉ có đổ xô đi mua máy của Hoàng Kiên thôi, em nói thật. Quay lại con máy của anh khách thì chỉ mới mua được 2 tháng thôi. Nếu như mà anh em chỉ đi so sánh giá thì anh em bảo là bên em bán 14 củ là đắt đúng không? Nhưng khi mà anh em nhận lại được cái chế độ bảo hành với khi xảy ra tình trạng như này được sửa chữa hoàn toàn miễn phí thì anh em có thấy là đáng đồng tiền bát gạo chưa? Thay vì là anh em mua chỗ khác cho là rẻ hơn được một củ đi thì khi mà máy anh em bị như này anh em sẽ mất vài ba củ để sửa, đấy là điều bình thường. Lúc đấy anh em lại bảo là biết thế này biết thế nọ thì đã quá muộn rồi. Còn đây là sau khi chiếc máy này đã được sửa hoàn toàn rồi anh em nhé. Con máy này nếu sau này anh em lên đời thì em vẫn hỗ trợ thanh lý với giá tốt nhất có thể. Còn các bác mua ngoài, mua qua tay, nhiều khi con máy này sửa xong rồi anh em nhìn không ra đâu. Vì nó lại đẹp như mới mà. Lớn ngớ là anh em lại dính đòn như chơi đấy. Nên là xem xong video anh em cứ cân nhắc và suy nghĩ xem như nào mới là có lợi cho mình. Thế nha.